Chào mừng các tình yêu đã trở lại với chuyên mục Hán Hàn mỗi ngày của mẹ. Và đây là clip số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 5 từ đáng nhớ liên quan đến chữ bản ở trong tiếng Hàn nhé. Ở trong clip của ngày hôm trước thì chúng ta đã nói chuyện với nhau về chữ Ilbon, đó là tên của đất nước Nhật Bản rồi đúng không nào? Trên thực tế thì khi mà chúng ta nói theo chữ Hán thì chữ bản người ta sẽ nói là chữ bổn như thế này. Và mẹ Hú sẽ nói chuyện với chúng ta một chút xíu liên quan đến phần của chữ Hán nhá. Ở đây chúng ta đang có về cái phần chữ Hán của chữ bổn nó là như thế này. Nó được xuất phát từ cái bộ mộc, tức là hình cái cây. Và khi mà người ta nhấn mạnh vào cái gốc của nó ở dưới như thế này, tức là đang chỉ về cái phần gốc rễ của cái cây. Và chính vì thế cái chữ bổn như thế này nó mang cái ý nghĩa là một cái gì đấy thể hiện nguồn gốc và bản chất của cái gì đó nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi thử cái từ đầu tiên, đó là từ bổn phận. Bổn phận thì mình sẽ có thể hiểu rằng đó là một cái trách nhiệm vốn có gì đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta phải bảo vệ lấy gia đình và đất nước thì đó là bổn phận của mỗi người. Tức nghĩa là đó là những cái trách nhiệm vốn có mà mỗi người sinh ra đều phải có. Tuy là bản chất của cái chữ này ở trong tiếng Hán thì người ta nói là chữ bổn, thế nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta hay sử dụng với chữ bản hơn. Chính vì vậy nên là 4 từ còn lại mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong clip ngày hôm nay đều sẽ đi với chữ bản nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu từ căn bản nhá. Cái từ căn bản này cũng thế, nó bao gồm cả hai chữ thể hiện một cái sự bản chất gốc rễ của vấn đề luôn. Căn cũng vẫn là cái gốc và bản này cũng là cái gốc. Để ý về phần phát âm một chút nhá. Khi mà chữ này đứng ở đằng trước thì chúng ta sẽ phát âm là pon. Ví dụ như ở đây là pon bun. Tuy nhiên nếu như mà nó đi ở phía sau thì mình sẽ phát âm là bon nhá. Kun bon là căn bản hoặc là Ilbon là Nhật Bản. Chỉ có một trong hai cái phát âm thôi. Nếu như mà đi ở phía trước thì sẽ là pon, có dấu huyền nhá. Và nếu mà đi ở phía sau thì phát âm là bon. Từ thứ ba mà chúng ta tìm hiểu ở trong clip của ngày hôm nay đó là từ bản chất. Thử phát âm xem nào. Pon jil. Về mặt ý nghĩa thì hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ hiểu rằng bản chất này chính là những cái chất mà vốn có, gốc rễ của một cái gì đấy. Ví dụ như là những ai mà theo dõi mẹ Hú nhiều và lâu rồi thì sẽ biết rằng là mẹ Hú tuy là đanh đá và hay có những cái lời nó hơi xéo sắc một chút, nhưng mà cái bản chất của mẹ Hú thì lại rất là hiền thục và lương thiện đúng không nào? Từ tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây đó là từ bản năng. Chữ năng này có nghĩa là cái khả năng, năng lực mà chúng ta có thể làm được một cái điều gì đấy. Chính vì vậy khi mà đi ghép với chữ bản thì mình sẽ hiểu rằng đó là những cái năng lực gì đấy vốn có của một con người, bản năng. Và từ này phát âm sẽ là hồn nưng. Và từ số 5 mà chúng ta tìm hiểu ở trong cái clip ngày hôm nay đó là từ cơ bản. Ở đây khi chữ phôn này đứng ở phía sau nên mình phát âm là kỳ bôn. Chữ kỳ đứng ở đằng trước thì sẽ để dấu huyền và phôn đứng ở phía sau thì sẽ là ngang nhá. Kỳ bôn là cơ bản, tức là những cái gì đấy nó cũng rất là gốc rễ và những cái đơn giản nhất mà mọi thứ đều phải có đúng không nào? Tổng kết lại trong clip của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có từ bồn thể hiện một cái gì đấy là gốc rễ, nguồn gốc, cốt lõi nhá. 5 từ chúng ta cần nhớ đó là pon bun, bổn phận, khun bôn, căn bản, pon jil, bản chất, pon nưng, bản năng và khi bôn là cơ bản. Đã trước khi chia tay thì vẫn như mọi lần mẹ Hú sẽ để lại cho các tình yêu những câu hỏi và chúng ta hãy thử suy nghĩ cũng như là tìm hiểu trong từ điển xem ba cái từ mà mẹ Hú để lại đây cho chúng ta sẽ có ý nghĩa là gì và hãy để lại comment xuống dưới video này nhé. Trong clip tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu 5 từ cần nhớ liên quan đến chữ si mang ý nghĩa là thời nhé. Đừng quên theo dõi Facebook, YouTube, TikTok và Insta của mẹ Hú. Hẹn gặp lại các tình yêu trong những clip tiếp theo. Tiếp tục xe đi anh em ơi.